Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay lại quay clip cho mọi người một chiếc xe đạp bãi Nhật. Một chiếc xe mang thương hiệu Sparkgen. Chiếc xe bãi Nhật sơn zin, sau khi được nhập về đã vệ sinh cân chữa chỉnh dầu mỡ các thứ là ok rất trơn tru rồi mọi người. Này khung nhôm sơn zin nhé. Trước là sóc trước rất là êm. Vành nhôm hai lớp. Bánh 26 in. Bánh 26 in. Con này có bộ nan hoa dẹt mọi người nhé, đan cách điệu rất là đẹp. Và may ư là đan nan hoa luôn ở trong này, tức là tăng vành này, chỉnh luôn ở trong ấy. Này đùi cọc in khi đông bô tăng. Bê đan zin theo xe. Xe này là xe phun nhung. Vành sau cũng vậy, may ư sau cũng vậy, như may ư trước. Kèm thông số đây. Tay bấm xả. Hệ thống phanh. Nguyên zin theo xe nhé. Xe bộ 9 động 3 đĩa 9 lít. Tiếp đang rất là đẹp. Này Shimano, phụ kiện của nó là Shimano hết mọi người nhé. In zin này, em bọc lại da này. Lắp thêm đôi chắn bùn này, lắp thêm gọng nước này. Xe này thì bánh 26, nó có size rồi mà. Size cũng 42. Đóng ngang 51. Dùng cho người tầm 1m4 trở lên đi mọi người nhé. Tầm 1m4, khoảng nào phù hợp với chiều cao này. 1m4, 1m5, 1m6, khoảng nào phù hợp với chiều cao này liên hệ nhé.